Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với Thánh Đế khổ, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với Thánh Đế tập diệt đạo, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với bốn niệm trụ, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với bốn tịnh lự, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tám giải thoát, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Nên đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học.